Trên cây có rất là nhiều dơi nhưng đại gia đình mình ngày xưa dơi rất là nhiều, nhưng mà bây giờ là cũng có một số là con đã đi hết, chỉ còn bấy nhiêu thôi thôi để mình quay cho đại đình mình xem sao đó. Đại đình mình có nghe tiếng dơi kêu không đó, túc trên cây này đó, đại gia đình mình thấy không đó, em để em quay hai phía cho đại đình xem đó. Rơi dơi rất là nhiều đang ở, đang đậu trên cây, chỉ còn bấy nhiêu đây thôi. Nhưng đại gia đình ngày xưa có rất là nhiều nhưng mà bây giờ là chỉ còn bấy nhiêu đây thôi. Gia đình mình theo chân em ra phía sau khuôn viên chùa dơi. Đại gia đình mình hôm nay là ngày 30 tháng 2 âm lịch, em quay lại chùa dơi để em ra khuôn viên phía sau em ghi hình lại cho đại gia đình xem. Có rất là nhiều cây xanh lâu năm đại gia đình mình, cái tàn cây rất là to đó, đại gia đình mình thấy không? Dưới là gốc cây, còn trên cành đại gia đình mình đó, phía xa đại gia đình mình thấy không? Có rất là nhiều cái cây to đó. Cũng có một số cây ở phía sau đây là dơi trú ngủ đây ngàn đầy lên mình đó. Đến quay cái đây mình xem nào, cái này là cây sao hay sao đó. Quá trời ngàn đầy mình thấy không? Rất là nhiều, thậm chí là có rất là nhiều cây còn nhiều tuổi hơn em đó. Có là từ hàng mấy chục năm qua, thậm chí là có cây là có từ hàng trăm năm nữa đây đó mình. Cây rất là cao, rất là to. Đó, từ phía xa đại gia đình có thấy có nghe tiếng chim kêu không ạ? Đó, trời ánh nắng quá, đại gia đình để cho em quay cái đại gia đình mình xem đó, xa xa có tiếng chim kêu của đại gia đình. Từ phía xa nó mô người có mặt phía ngoài, nếu mà con có lỡ có những cái lời gì không hay thì xin người phước mặt phước ngoài bỏ qua cho con, để con ghi hình lại cho những khán giả đang xem. Đó, đại đình mình thấy có rất là nhiều cây xanh, rất là nhiều cây to, cây xanh lâu năm. Đây rất là đẹp, rất là mát. Trời gió đây cảnh rất là bình yên của buổi trưa. Đó, để em riêng một vòng cho đại đình xem. Xem nha, ở đây các sư còn nấu bếp củi như này, gia đình mình củi
củi gỗ rất là nhiều đây gia đình này. Để em quay. Đây là cái dựa củi của các sư trong chùa để mà sư sử dụng, sư nấu ăn hàng ngày. Đây đây này, củi